Hey, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho những bạn mới tập làm quen guitar cái hợp âm cơ bản nhất và hầu như là ai cũng phải biết nếu các bạn muốn điểm hát hay là gọi là biết chút ít về guitar, đó là hợp âm la thứ. Thì trong clip này mình hướng dẫn các bạn là ba cái cách bấm hợp âm la thứ gọi là phổ biến nhất trên cái cần đàn guitar. Ba cái này các bạn bấm trên guitar điện, guitar thùng như nhau cả mà thôi. Nha. Thì trong đó cái cách thứ hai nó có biến tấu một tí ha, cho nên có thể gọi là 3 cộng hoặc là 4 kiểu bấm cũng được nha. Thì giới hạn của chúng ta tới ngang số 12 trên cần đàn mà thôi, còn lặp lại ở trên nó cao hơn thì guitar điện các bạn bấm nó thuận tiện hơn, trên guitar thùng thì hơi khó. Thì chúng ta sẽ học cái cách bấm hợp âm la thứ đầu tiên nha. Thì hợp âm la thứ nó bao gồm các nốt là nốt la, nốt đô và nốt mi. Và khi các bạn đánh một hợp âm như vậy, có nhiều bạn hỏi mình là tại sao hợp âm la thứ nó có 3 nốt thôi mà mình lại đánh tới 5 giây hoặc là mình đánh lần 6 giây vậy sao đúng. Thật ra các nốt đó nó được lặp lại các bạn ở một cái quãng 8 cao hơn mà thôi, chứ bản thân la thứ nó tập hợp chỉ có 3 nốt đó. Nhưng mà các bạn thấy nốt la trầm, sau đó có một nốt la lặp lại trên quãng 8 nữa, chứ nếu mà nó lặp lại các nốt đều lặp lại 2 lần thì chúng ta đánh lên cả 5-6 giây. À, thật ra các nốt gọi tên nó chỉ có 3 mà thôi. Nhớ nha các bạn, la thứ thì bao gồm nốt la là nốt gốc, nốt bậc 3 là nốt đô và nốt bậc 5 nó là nốt mi nha. Bây giờ cách bấm đầu tiên như sau. Các bạn bấm dùng cái ngón giữa và ngón áp út, các bạn bấm vào ngăn 2 của dây 4 và ngăn 2 của dây 3 nha. Hai ngón này chúng ta bấm ngăn 2 nè, dây 4 và dây 3. Còn cái ngón trỏ này các bạn bấm vào ngăn 1 của dây 2 nha. Đó, các bạn bấm như thế này ha. Đó, hai cái này, ngón này bạn đè vô và ngón trỏ các bạn bấm vô dây số 1. Các bạn gãy từ dây số 5 xuống. Tại sao dây số 5 là nốt la? Dây số 4 khi bấm rồi nó là nốt mi. Và dây số 3 nó là nốt la tiếp. Vậy các bạn thấy cái này nốt la nó lặp lại 2 lần này. Sau đó tới dây số 2 là nốt đô và dây số 1 là nốt mi. Đó, thì lúc nãy các bạn thấy dây số 4 cũng mi, dây số 1 cũng là mi, cho nên là có hai nốt nó lặp lại 2 lần mà thôi. Các bạn đánh từ dây 5 xuống nha. Các bạn chú ý rằng nếu các bạn mới tập, các bạn nên đánh rải ra như vậy để khi các bạn có lỡ bấm bị sai, nó không có ra tiếng thì các bạn còn nghe được. Còn nếu các bạn tập mới vô bấm mà bạn đánh đó, thì dù các bạn có bấm hơi sai một tí các bạn cũng khó nghe được. Do đó hãy rải nó ra nha. Ví dụ trường hợp các bạn bấm nó không đúng, nó ra như thế này. À, thế mình nhận là cái ngón này chúng ta bấm chưa đủ mạnh cho nên nó nghe không phải là nó đồ giống vậy. Vậy là các bạn nghe ra được, bạn sai lúc đó các bạn sửa lại ha. Đó, thì khi rải ra quen rồi các bạn có thể rải ngược lại. À, ví dụ vậy, sau đó các bạn đánh luôn. Đó là thế tay đầu tiên, rất đơn giản. Các bạn hãy vượt qua thế tay này rồi chúng ta qua thế tay thứ hai. Thế tay thứ hai nó khó hơn bởi vì các bạn phải chặn. Phải chặn, tức là dùng một ngón các bạn chặn tới mấy giây trên cùng một ngăn. Và nếu các bạn chưa tập được cái kiểu này thì các bạn nên xem lại clip mình để tại đây, đó là bấm hợp âm pha trưởng dễ nhất. Thì bạn tập được cái hợp âm đó rồi, các bạn qua hợp âm này nó sẽ dễ hơn nha. Thì chúng ta có bấm như sau, cái ngăn xuống ngang số 5, ngang số 5 các bạn dùng ngón này các bạn chặn hết 6 giây. Wow, hơi căng ha. 6 giây. Sau đó các bạn ngón áp út và ngón út các bạn bấm vô ngăn 7 của dây 5 và ngăn 7 của dây 4. Nó như thế này. Đó, thì khi bấm như vậy các bạn chặn hết như thế này, nó khá nặng tay, các bạn dễ bị như kiểu như thế này lắm. Thì các bạn không chặn nổi thì nó sẽ bị cái tiếng tịch do các bạn chặn không đẹp. Hãy tập kỹ lời phần này ha. Thì khi bấm chặn như thế này xong rồi
thì các bạn có thể tự tin rằng là các bạn đánh được khá nhiều bản chặn rồi đó. Đó, đây là cái thế tài thứ hai. Thì một cái thế tài này nó có một cái đơn giản hơn, đó chính là các bạn không cần chặn 6 giây mà các bạn chỉ chặn nó có 3 giây dưới thôi. Đó, nó như thế này. Các bạn chặn cái ngón út, chặn ngón trỏ, các bạn chặn 3 giây dưới. Ngón áp út các bạn vô cái ngăn số 7 của giây thứ 4 và chúng ta đánh từ ngăn 5, giây 5 xuống luôn. À, các bạn thấy chưa? Lúc này chúng ta vẫn sử dụng cái dây buông là dây số 5 ở đây, nhưng mà các nốt ở đây nó cao hơn so với các bậc ở trên này. Còn đây thì mình rất thích bấm cái kiểu này bởi vì nó tận dụng được cái dây buông mà mình có thể có thêm ngón út để mình thỉnh rải ra thêm. Đó. Nếu các bạn cố gắng bấm, nếu các bạn không có máy nó sẽ thì nên tập lại nha. Ok, và cách cuối cùng. À, cách này thì mình bấm ở cái ngăn cao hơn ha. Thì ở đây chúng ta vẫn tận dụng cái dây số 5 là dây buông là nốt la. Cái ngăn thứ 10 ở đây của dây 4, ngăn 10 dây 4 các bạn dùng ngón áp út các bạn bấm vô. Sau đó thứ ngăn 9 của dây 3 các bạn dùng ngón giữa các bạn bấm vô. Ngón út các bạn bấm ngay ngăn 10 của dây số 2. Và ngón trỏ các bạn ngăn 8 của dây 1. Nhớ nha, các bạn có dây buông là 10 nè. Dạ, xin lỗi, dây buông là dây 5. Sau đó ngăn 10, ngăn 9, ngón út đưa vô ngăn 10 dây 2 và ngón trỏ đưa vô ngăn 8 của dây 1. Đó, thì cách tập thì cũng rải từ từ. Với bốn cái cách này, hy vọng các bạn có thể biết được thêm là cái cách mà chúng ta bấm một bằng la thứ trên cái con đàn nhé. Thật ra một số bạn có comment hoặc là nhắn riêng trên fanpage là anh ơi, anh dạy em thấy rất là hay một số cái clip guitar điện rồi kỹ thuật solo tùm lum cả, nhưng mà nói chung là cái đó là dành cho những bạn nào đã học rồi, còn tụi em mới vô học, em gặp nhiều thứ quá. Cho nên là mình cũng sẽ chia sẻ lại bằng cách chia sẻ những thứ rất là đơn giản. Nếu bạn nào đã biết rồi thì có thể chia sẻ cái này đến những bạn mới học. Hoặc là nếu chúng ta biết là cái này dễ so với bạn, có thể chỉ cần xem hoặc là comment hoặc là bấm like để ủng hộ mình có tinh thần làm tiếp thôi. Còn những thứ dĩ nhiên là trên kênh Guitar for Freedom này, mình phải hướng dẫn rất là nhiều thứ từ bạn đã biết rồi, hoặc là cho đến bạn mới chập chững vào, những bạn thích solo hay là điện, đủ thứ cả, guitar thùng, guitar điện nữa. Do đó là các bạn thấy là những clip nào mà các bạn học tập được ở trong đó thì hãy comment, like, share. Còn nếu mà có thể chia sẻ các bạn khác cũng có thể ủng hộ bằng cách là bấm xem hoặc like cho mình nhé. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.